Xin chào mọi người. Em quay cho mọi người cây mộc hương ta hoa vàng. Cây cực đẹp và xuất sắc luôn. Ở vườn có 4 cây xuất sắc thì bán 2 cây rồi còn 2 cây xuất sắc nữa nhá. Còn 2 cây xuất sắc nữa này. Đấy, con này này. Cây đầu luống lúc nào là cây đẹp nhất này. Vì đầu luống nó đón trọn ánh nắng luôn. Đây. Cây rất là đẹp luôn. Mộc hương ta hoa vàng nhá, thân như quả giò luôn. Da trắng thân mượt luôn. Đấy. Bác nào mà đang chuẩn bị về nhà mới cần trồng đôi mộc thì các bác đừng tiếc tiền để mua 2 cây này nhá. Mua 10 cây linh tinh, 10 cây rẻ tiền không bằng mua 2 cây chất lượng thôi. Trồng nhiều làm gì, cho trồng nhiều trồng mấy cây trồng nhăng trồng nhít khắp nhà. Không bằng các bác mua một đôi này. Thực sự da chất da. Chất da là quá đẹp luôn. Trồng nhăng trồng nhít trồng số lượng nhiều để làm gì? Chỉ cần trồng một đôi đẳng cấp thôi. Chỉ cần một đôi đẳng cấp thôi các bác nhá. Con này vanh 21 ạ. Này. Thân nó như quả giò luôn, nó trắng nó mịn. Nó trắng nó mịn dã man luôn này. Đấy, cây này hôm nào em đánh cho khách là em phải bọc thân lại. Để cho da cái giữ được cái da đẹp. Thực sự là da nó trắng ngần luôn. Trắng ngần như quả giò và cái thân này nhá. Cái này đẹp ở chỗ là cái lây thân nó rất là đều. Lây thân nó là gì? Lây thân nó là cái phần vanh cổ vào vanh gốc này, nó gần tương đồng nhau. Ví dụ vanh gốc con này là 21 thì vanh thân vanh ngọn này này. Vanh cổ ngọn của nó tầm 17 18. Đấy, kiểu thế. Tí nữa ra kia mình lấy chị cái thước con này mấy. Đẳng cấp luôn đấy ạ. Đây. Đây. Tán sum dày đẹp, hàng này hàng em đã bẻ tán, đã vít tán rồi. Về các bác chỉ được chơi thôi. Hàng đã làm khung làm tán, đã bẻ khung bẻ tán rồi. Về chơi sẵn sàng là chơi thôi. Mộc bây giờ đang kiểu loạn giá lắm. Mộc bây giờ đang loạn giá lắm, mỗi một nơi một giá khác nhau. Và cây thì nó giá cả của nó thì theo độ đẹp của cây cơ. Con này thoát thân là 75 cm này. Thoát thân 75 cm, cái này đẳng cấp đấy các bác ơi. Khéo khéo. Vanh thân là vanh gốc là 21, thoát thân 75 cm, đo vanh cổ chỗ này cho chị. Đấy, vanh cổ là 17 nhá, vanh cổ của vanh thân ấy. 17,5 này. Vanh cổ của vanh thân nó gần tương đồng nhau, tức là cái thân nó rất là lạc thân và thân nó to đều. Chứ nó không phải là cái dạng thân mà thân hình phễu nhá. Có những cây á, có những cây mộng là cái thân nó là thân hình phễu, ví dụ cái phần vanh thân của nó là 20 thì vanh cổ của nó chỉ được có 15 hoặc là được có 14 thôi. Nhưng con này vanh gốc của nó là vanh 21 mà vanh cổ được 17,5 ấy, tức là nó rất là tương đồng nhau ấy. Cái thân nó như quả giò luôn, da trắng phốt luôn. Và hàng đã bẻ khung tán rồi mà hàng chôn bịch nhá. Hàng bịch vải đánh lên không chột tí nào nhá. Hàng bịch vải như thế này. Hàng bịch vải này. Hàng bịch vải đánh lên không chột một tí nào. Mọi người không cần phải tháo bịch nữa nhá. Về mọi người cứ thế này hạ thổ đất cho em. Các bác mua về cây các bác trồng luôn cả bịch cho em nhá. Vì cây này là cây trồng chôn bịch rồi. Các bác cứ thế các bác trồng thôi. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. 0911451210 nhá. Cái này đẳng cấp đấy ạ. Cây tiếp theo này. Úi giời ơi, như quả giò luôn. Cái này em quay ở đây thôi, quay ở đằng kia em không nhìn rõ được. Phải chờ 5 hôm nữa anh khách thì anh ấy xong sân. Anh chuyển hai con này đi. Đây, đo đi. Ông này mắt tinh thế này, chọn đúng hai cái to nhất. Thoát bao nhiêu? 65. Thoát 65 này. Đây, thoát 65. Đo gấp đi. Tán to sum dày đẹp nhá mọi người nhá. Em Thủy đẹp gái, em cảm ơn anh Hà Văn.
Đấy, anh Hà Văn mua hàng là giảm giá 5% nhá. Cứ ai khen xinh mà mua hàng giảm giá 5%, bảo comment là anh đã khen xinh rồi. Chụp ảnh màn hình câu khen lại rồi em giảm giá. Bao nhiêu? Vành 21 thoát thân 65 phân này. Nây thân cực kỳ đẹp luôn. Cái lô này nây thân cực kỳ đẹp. Vành cổ, vành cổ. Bao nhiêu? Vành cổ 18. Đấy, các bác thấy chưa? Vành cổ và vành gốc gần như nhau. Nhìn cây nó, nhìn thân ở ngoài nó đẹp hơn là trong cái line này của em nhiều. Các bác nhìn vào vành cổ và vành thân nó chênh nhau không đáng kể luôn. Bác nào quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 với em nhé. 2m 3, 2m rưỡi. Có một đôi nhá, bác nào lấy một đôi là 35 triệu một đôi. Mua một đôi là 35 triệu một đôi đấy ạ. Lấy nẻ một cây em cũng bán nhá. Lấy nẻ một cây cũng bán, nhưng mà cái hàng thằng này là hàng, nếu mà các bác trồng một đôi nó sẽ đẹp hơn. Bông tuyết đẹp thế nhỉ? Đây này. Đây này, em dọn chậu cho anh, dọn chậu. Đấy, đi vào này, thì này. Đây đây đây. Con này đi. Con này tán đẹp rồi. Vành bao nhiêu? Con này vành 19. Cái này vành 19 này. Chỉnh phong lan cho xem lại mộc. Ok. Anh chỉnh phong lan đây, giá là 35 triệu 2 cây. Em ra quay lại cho anh cây hai cây đầu nhá. Hai cây đấy là cây hai cây đẹp nhất luôn. Em quay lại cho anh nhá, hai cây đẹp nhất đấy. Không đẹp là không ấy đâu. Thân nó lây thân nó cực kỳ đều nhau luôn đây này. Đây nhá, em quay toàn cảnh này. Em quay toàn cảnh nhá. Quay toàn cảnh cây, đứng sau cây đi Tiến ơi. Giơ tay lên. Cao cây khoảng 2m rưỡi. Cao cây khoảng 2m rưỡi chưa tính bầu nhá. Đây là hàng nhà em, là hàng chôn bịch. Hàng chôn bịch như này này các bác này. Hàng bịch vải này. Hàng trồng bịch vải nên đánh lên không chờ tí nào. Về mọi người cứ thế, mọi người trồng nguyên cả bịch cho em. Trồng nguyên cả bịch cho em nhá. Thoát thân là 75 phân. Thoát thân là 75 phân ạ. Đo 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 Vanh. Vanh gốc 21. Vanh 21 này. Vanh gốc 21 thoát thân 75 phân. Và vanh cổ của nó là 18. Đây đo lên chỗ này đấy chị. Đây ạ. Vanh cổ của nó này. Vanh cổ của nó đây này, em đo lại vanh cổ này, vanh cổ của nó 18,5 luôn này. Vanh cổ ngọn này ạ. Cổ ngọn là 18,5 mà vanh gốc là 21, tức là nó vanh cổ với vanh gốc là nó gần tương đồng nhau. Thân nó lạc nhá, thân nó lạc ra trắng như này luôn. Vanh cổ là vanh 18,5 còn vanh gốc là vanh 21, tức là các bạn nhìn nó không chênh, nó chỉ chênh nhau có 1,5 phân thôi. Nó chênh nhau có 2,5 phân, 2,5 cm. Tức là cái thân ở vanh cổ với vanh gốc nó cực kỳ là đều nhau nhá, nó nhìn cây ấy nó tròn. Cái thân cây mộc nó tròn núc núc luôn. Thân cây mộc nó tròn núc núc, nó đẹp, nó da nó trắng mịn đây này, em quay sát đây này, da nó trắng mịn, nó tròn núc núc. Nếu mà tại vì hàng mộng hương này, có những cây mà vanh cổ nó khoảng 20 mà vanh gốc là 20 mà vanh cổ nó chỉ được 14-15 thôi. Nó cũng là thông số vanh to như nhau. Nhưng mà vanh cổ nó bé thì nhìn thấy cây nhá, nhìn thấy cây nó sẽ không đẹp. Còn cái cây này của em nó vanh cổ của vanh gốc, vanh cổ ngọn và vanh gốc nó đều nhau. Nên nhìn cây á, lây thân nó rất là to và đều. Nó không phải là hàng to gốc mà là và bé cổ, nên là nhìn cái thân lây thân của nó rất là đều và trắng nhá. Tán bao nhiêu đó thì chị cái tán? Nữa. 1m6, đến đây 1m6 này. Tán 1m6 nhá anh chỉnh phong lan nhá. Tán con này là 1m6 này. Giơ đứng ở giữa đây, giơ tay ra. Tán đo thước là 1m6 này. Đây. Bạn mẫu này bạn ấy cao 1m65 à?
Đấy 1m65 thì chiều dài của tay, chiều dài của cánh tay giơ thẳng ra thì sẽ bằng cái chiều dài của chiều cao của cả cây. Đây một sải tay của bạn ấy này. Một sải tay của bạn ấy là 1m65 nhá. 1m65 thì nói chung là cái này cứ nhận tán nó khoảng 1m6 đến 1m7 tán ạ. Tán to đẹp luôn. Tán to đẹp luôn nhá. Cái này cực kỳ đẹp, lây thân của nó rất là đẹp. Bác nào không mua cái này hơi đáng tiếc luôn. Mọi người đừng tiếc nha, đừng tiếc, cái tức là hàng đẹp thì nó sẽ chênh hơn với cả hàng xấu một vài triệu ấy. Nhưng mọi người đừng tiếc và đừng so sánh giá với cả những cái hàng mà nó kém hơn. Bởi vì cái cây này nó thực sự là đẹp. Cái này nó thực sự là nó đẹp. Nó có thể chênh giá hơn, thực sự là lâu này thì em cũng đánh giá là nó giá nó cao hơn so với cái các hàng bình thường một tí. Nhưng mà cái chất mộc nó đẹp hơn thì đương nhiên là giá nó cao hơn rồi. Chất mộc da nó trắng này, da nó trắng và lây thân nó đều. Vanh cổ ngọn và vanh gốc nó gần như là bằng nhau. Gần như là bằng nhau rồi, nó đều nhau, nó lây thân như quả giò luôn. Thân da trắng luôn. Thì mình mua một cái cây này nó có thể giá cao hơn cái hàng bình dân. Cái hàng bình dân gọi là hàng này hàng cao cấp hơn một tí, hàng bình dân một chút xíu. Nhưng mà đổi lại mọi người sẽ có một cây rất là đẹp. Mà để đi tìm một cái cây đẹp này nó không phải là dễ nhá. Cây số 2 này. Cây này là thoát 65. Cây này thoát 65. Vanh gốc cũng là vanh 21 nhá. Em phải đo từ bên này không là vườn nó mau ấy, không quay kia là khó nhìn. Vanh gốc 21 vanh cổ đi. Về mọi người cứ đo vanh cổ đúng như thông số là nhà em đo. Vanh cổ là bao nhiêu? Đấy, vanh cổ 17,5. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210. Tán đi, giang tay ra. Hai cái này khá đều nhau, tán 1m6 này. Tán 1m6 này, hàng đã bẻ răm tán rồi. Về cái này lên các bác lên chậu nha, các bác nuôi 1 năm thì tán nó dày mít luôn. Bởi vì hàng này hàng đã bẻ răm và đang bây giờ nó đang lên thêm mầm nhá. Hàng đã bẻ răm bọn em phải thuê người, những cái hàng này bọn em phải mất thêm chi phí đấy ạ. Mất thêm chi phí thuê thợ bẻ răm bẻ khung tán ra. Đấy, đôi này cực kỳ đẹp luôn. Cây số 2 15 triệu được không em? Lấy một đôi này thì giá của nó sẽ là, lấy một đôi thì giá của nó sẽ là 35 triệu một đôi. Còn nếu mà mình lấy lẻ một cây thì là 18 triệu một cây nhá mọi người nhá. Anh Chỉnh Phong Lan đây, cây số 1 là 18 triệu nha anh nhá. Cây số 1 là 18 triệu. Bác nào quan tâm thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 thôi em. 0911451210. Ở đây em còn một cây to như này này, hàng không bẻ tán thì em bán với giá là cực kỳ hợp lý luôn. Cái này bán cho bác nào chốt đơn trong cái live ngày hôm nay em bán 16 triệu cái này này. Vanh cái này to luôn nhá. Anh Chỉnh Phong Lan ơi, cây số 1 là 18 triệu nha anh nhá. Anh mua hàng anh inbox Zalo cho em. Không thì anh mua thằng cây này thì có 16 triệu thôi. Nếu mà về thôi mà về mình tự bẻ tán. Con này còn to hơn hai con kia. Vanh gốc 23. Vanh gốc là vanh 23 này. Thoát thân đi. Thoát thân là 48 phân này. Vanh 23 mà thoát thân 48cm này. Chân mộc đẹp, da mộc đẹp này. Nhìn này. Chân mộc, da mộc cực kỳ đẹp luôn. Vanh cổ 20. Đấy, lây thân, nói chung là lây thân những cây nhà em ấy, nó cực kỳ đều đẹp nhau. Đây, con này da trắng luôn, là da trắng ngần luôn này. Em bán cái này là 16 triệu nha các bác nhá. 16 triệu. Cao cây 3 mét này, tán dày. Con này thì chưa bẻ tán. Hàng này hàng chôn bịch nhá. Hàng chôn bịch lên là khi mà quay lên là nó sẽ bị luốt cây. Còn khi mà các bác về các bác lên chậu nhá các bác vào, hoặc là các bác nhấc lên khoảng mặt đất thì nhìn cây nó sẽ to hơn rất là nhiều. Hàng này hàng đang bị luốt cây nhá mọi người nhá. Đây. Ai quan tâm cây này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 giúp em này. Anh muốn mua loại nào? 0911451210. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Da trắng ngần luôn à. Vâng, vâng. Anh xỉa sao? Đấy, trắng chưa? Thái đang xỉa 200 nghìn anh. 20 này. 40 này, 48. Cây cực kỳ đẳng cấp. Bác nào ưng cái này chốt đơn cho em ạ. Ưng cái này chốt đơn đi. Nếu hàng ấy, nếu mà chọn thì 300, 350.
Phong, ăn con này đi. Con này là con này 15 triệu này. Con này 15 triệu này. Con này vanh 19 nhá. Con này vanh 19 này. Con này là 15 triệu này. Với bác nào trả 15 triệu thì các bác mua con này đi. Con này vanh nó nhỏ hơn con kia một tí thôi. Thân 50. Vanh 19, thân 50. Vanh cổ 17. Vanh cổ là 17 này. Vanh gốc 19, vanh cổ 17, thoát thân 50 phân. Cây cực kỳ đẹp luôn. Tán tròn, con này tán 1m6. Đâu? Con này là 15 triệu nha mọi người nhá. Bởi vì nó rất là mau nên là em quay nó sẽ không rõ. Nó không rõ. Đây. Con này đẹp này. Này thứ 80. Đây chưa đo xuống gốc hẳn. Đây ạ, con này cũng đẹp, con đẹp này. Thoát thân 80 phân này. À, gốc tam đa là 1 2 này, 3 chạc này. Cái này 3 chạc, cái này là cây đẹp này. Đo vanh nào. Này bọn này mang ra ngoài kia rong mà nó còn được cây cao để này nó thành ra thành cái bụi nhỉ. Vanh 19. Con này vanh 19 này. Vanh 19 thoát 80 nhá. Thoát 80 là thấp cao đấy ạ. Vanh cổ là 16,5 này. Thoát 80 phân. Cái này em bán là 16 triệu thôi. 16 triệu thôi cho nhanh bay. Tán sải tay luôn. Ai quan tâm cái này thì qua Zalo số điện thoại em là 0911451210 thôi em nhá. Em xin xem tân like đây. Quay thế thôi.